Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Nghĩa sẽ không chia sẻ với các bạn về một món ăn chay nào đó trong chương trình Món chay tôi làm như mọi khi, mà Nghĩa sẽ muốn ngồi đây nói chuyện với các bạn, chia sẻ tâm tư, tình cảm, tỉ tê, tâm sự cho nó khác với mọi khi một chút xíu. Nói thật ra là bởi vì trong thời gian qua khi Nghĩa đăng một số clip của chương trình Món chay tôi làm do Nghĩa làm lên á, thì cũng có một số bạn đặt nhiều vấn đề, đặt nhiều những câu hỏi thắc mắc. Nhưng mà thật ra những cái điều đó, những cái câu hỏi và thắc mắc đó nó liên quan tới một cái đề tài mà nó vốn dĩ là nó quá cũ và Nghĩa đã trả lời rất là nhiều lần. Nhưng mà có lẽ là các bạn trước đây cũng chưa từng xem qua fanpage của Nghĩa với những cái bài trả lời như thế, cho nên là các bạn cũng vẫn tiếp tục thắc mắc. Mà không lẽ bây giờ mà mỗi lần có ai đó thắc mắc thì Nghĩa lại tiếp tục Nghĩa phải trả lời, Nghĩa phải gõ phím lọc lại từ đầu thì nó mệt thiệt. Cho nên là hôm nay Nghĩa sẽ ngồi đây Nghĩa chia sẻ một lần với các bạn luôn. Để sau này nếu như có ai thắc mắc thì Nghĩa sẽ gửi cái đường link này cho các bạn xem. Và đây Nghĩa nói trước nha, hôm nay là một cái buổi như là Nghĩa nói là tâm sự, tỉ tê, trò chuyện, chia sẻ, tâm tình là chính, nói về quan điểm của mình thôi, chứ Nghĩa không muốn tranh luận ở đây. Bởi vì tranh luận thì chắc chắn là sẽ phải tìm cho ra gốc rễ nguồn cơn, rồi ai đúng ai sai, nó dễ mất hòa khí ghê lắm. Cho nên Nghĩa hoàn toàn Nghĩa không muốn tranh luận và Nghĩa chỉ đưa lên cái quan điểm của mình. Và nếu như ai thấy rằng là phù hợp với cái quan điểm, với cái suy nghĩ của Nghĩa thì tiếp tục theo dõi những cái clip món chay tôi làm. Còn nếu như mà ai cảm thấy rằng wow, cha nội này nói chuyện xàm, quan điểm kỳ cục, bậy bạ, không hợp với tôi, thì các bạn có thể không tiếp tục theo dõi nữa, nhưng vẫn trên tinh thần vui vẻ là chính nha. Sau khi chia sẻ quan điểm với nhau xong, không được quạo, không được cọc, không được chửi tục chửi thề, không được phỉ báng lẫn nhau. Các bạn đồng ý không nào? Chúng ta là những người lớn rồi, chúng ta là những người văn minh, cho nên là có điều gì thì chúng ta cứ ngồi xuống và nói chuyện với nhau như thế này, trình bày tại sao bạn lại như thế, tại sao tôi lại suy nghĩ như vậy. Thì đó, mình chia sẻ quan điểm với nhau thôi và không đi đến tận cùng là ai đúng ai sai. Bởi vì cái vấn đề này á, thì cũng đã có rất nhiều sự bàn cãi diễn ra trong rất là nhiều năm qua và đến giờ vẫn chưa ngã ngủ. Huống hồ gì chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử, kiến thức nông cạn, thì làm sao chúng ta có thể hiểu rõ được nguồn cơn. Và cái điều mà Nghĩa muốn nói với quý vị, các bạn từ nãy đến giờ, đó là cái chuyện ăn chay. Và Nghĩa ăn chay thì đã từ năm 2010 rồi. Từ cuối năm 2010 đến nay xem như là cũng đã được 9 năm. Thì khi mà Nghĩa ăn chay thì Nghĩa hay chụp hình lại hoặc là quay clip lại như bây giờ để chia sẻ với mọi người cái cách làm những món chay, để cho mọi người thấy rằng cái việc ăn chay nó không có quá phức tạp như mọi người vẫn nghĩ. Nó rất là dễ làm và thậm chí nó rất là ngon miệng và nó rất đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta. Nếu như chúng ta ăn uống đúng cách và hợp lý thì chúng ta sẽ ăn được lâu dài, không có bị mệt mỏi, không có bị mất sức, không có bị cảm thấy rằng mình lao lực khi mình làm việc. Và trong cái quá trình mà Nghĩa ăn chay cũng như là Nghĩa cũng có học hỏi được từ rất là nhiều người, ngay cả nghe những cái bài giảng của các thầy nữa. Vì vậy cho nên là trong những món ăn chay mà Nghĩa làm á, thường hay có trứng, trứng gà đó các bạn, trứng gà công nghiệp, rồi ngay cả hành, tỏi, ngũ vị tân Nghĩa cũng hay bỏ vào trong món ăn của mình. Thì chính vì vậy có những câu hỏi thường xuyên mà Nghĩa hay nhận được nhất, đó là câu số 1: ăn chay tại sao ăn trứng? Ăn trứng được hả? Ăn trứng mà chay cái gì? Ăn trứng sao gọi là ăn chay? Vân vân, những câu hỏi liên quan tới cái vấn đề đó là ăn chay tại sao ăn trứng ha. Và cái câu hỏi thứ hai mà Nghĩa thường hay nhận được đó là ăn chay tại sao có hành, có tỏi, ngũ vị tân? Ăn chay là bị cấm ăn hành, tỏi, ngũ vị tân mà. Rồi ăn chay mà có hành, tỏi, ngũ vị tân như vậy là sai, bởi vì những cái hành tỏi đó là những cái loại mà nó có nhiều cái chất kích thích. Khi mình ăn vào nó dễ kích những cái dục tính trong người của mình. Nó không đúng, không phải vậy. Đó là cái câu hỏi vấn đề thứ hai mà người vẫn thường hay gặp ha. Còn một cái vấn đề nữa, cái vấn đề này thì ra nó cũng nhỏ thôi nhưng mà vẫn cũng hay gặp, đó là cái câu hỏi là ăn chay mà sao tên món ăn lại có màu sắc như món mặn, bún riêu chay, cái gì bún riêu chay nè, rồi cơm tấm sườn bì chả chay nè, rồi xíu mại chay nè, rồi khổ qua dồn chay nè, đó vân vân, đại loại là những câu hỏi như vậy.
Thì tự trung lại là ba vấn đề đó ngày hôm nay Nghĩa sẽ lần lượt Nghĩa chia sẻ với các bạn theo cái quan điểm của mình các bạn nhé. Câu hỏi đầu tiên đó là ăn chay tại sao lại ăn trứng? Thì Nghĩa xin được phép chia sẻ theo cái ý kiến cá nhân của mình như sau. Trước tiên chúng ta phải đặt cho mình một cái câu hỏi, mình ăn chay vì mục đích gì? Có những người ăn chay đơn giản chỉ là vì muốn cho cơ thể khỏe mạnh, một hình thức thanh lọc cơ thể. Khi chúng ta đã nạp vào trong cơ thể của mình quá nhiều những cái nguồn thực phẩm có nguồn gốc động vật như là thịt, cá v.v. thì bây giờ muốn thay đổi cái chế độ ăn, ăn rau củ quả nhiều hơn để cho cơ thể mình nó được thanh lọc, nó nhẹ nhàng, thì đó cũng được gọi là ăn chay, bởi vì họ không ăn thịt cá. Có những người thì bởi vì do mình có một cái lời khấn nguyện gì đó với cái đấng bề trên là con gặp một cái sự khó khăn, một cái tai nạn gì đó, và nếu như bây giờ giúp cho con để có con có thể vượt qua thì con xin trả lễ bằng cách con xin ăn chay 1 tháng tháng 2 tháng 3 tháng gì đó, thì sau đó thì người ta cũng ăn chay trong vòng cái khoảng thời gian mà người ta đã hẹn, rồi sau đó người ta ngã mặn trở lại. Nhưng mà nhiều khi cũng có nhiều người hay khất hẹn lắm nha, Nghĩa biết mà. Dù hẹn ăn chay 1 tháng, cái sau đó ăn được mới con tuần à, cái xin thôi con ăn con tuần con mệt quá, con ngán quá, hôm mấy cho con trả góp đi, bữa nay con trả 1 tuần thôi, xong cho con ăn mặn trở lại đi, rồi hết tuần sau hay hết tháng này con ăn chay tiếp, rồi con trả thêm 1 tuần nữa đó, góp dần dần vậy, góp 4 lần thì được đủ 1 tháng, là coi như trả xong cái lời hứa hẹn thì cũng được, đúng không? Thì miễn sao trả đủ thôi, đủ ngày đủ giờ được rồi đó. Nhưng mà cái kiểu đó hơi khôn chút xíu, phải không? Rồi còn một kiểu nữa, đó là khi chúng ta cảm thấy rằng là à, mình không còn muốn ăn mặn nữa, là bởi vì mình thấy những cái con vật xung quanh mình nó cũng có sự sống, nó cũng biết đau, nó cũng biết khổ sở, mà bây giờ mình cắt cổ lột da nhổ lông trụng nước sôi gì mình ăn thì mình thấy thương, thấy tội nghiệp, không ăn nữa. Thì thường đa phần chúng ta, ai mà có những cái suy nghĩ như cái yếu tố thứ ba mà Nghĩa vừa mới nói, thì đa phần là Phật tử. Đa phần các quý vị Phật tử, khi mà mình đọc kinh nhà Phật, mình hiểu được giáo lý nhà Phật, mình hiểu được lý nhân quả, rồi mình hiểu được lòng từ bi trong nhà Phật như thế nào, thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta buông bỏ được những cái món ăn mặn hàng ngày để chúng ta dần chuyển sang chay. Ban đầu thì ăn chay 2 ngày, 1 tháng, rồi 4 ngày lên 10 ngày, rồi ăn chay tuần, rồi được thì ăn luôn 1 tháng. Ví dụ năm ăn 1 tháng, tháng 7 hay tháng 4 gì đó, hoặc là ăn 3 tháng, rồi sau đó có thể là ăn chay trường luôn, là ngày nào cũng ăn chay hết. Thì với đại Nghĩa đó các bạn, thì Nghĩa ăn chay không bắt nguồn từ cái việc là mình cầu khấn, xin xỏ điều gì, mà Nghĩa bắt nguồn từ cái việc là mình nhận ra rằng sinh vật xung quanh chúng ta cũng có rất là nhiều những cái cảm xúc giống như mình vậy, cũng biết đau khổ khi bị bắt, bị nhốt, bị giết. Cho nên là Nghĩa cũng dần dần Nghĩa thay đổi cái suy nghĩ đó của mình và Nghĩa chuyển sang chay, cũng là từ những cái bài giảng của các vị thầy làm cho mình dần chuyển hóa cái nội tâm của mình, để mình cảm thấy rằng à, để cho mình có một bữa ăn ngon, để cho cái vị giác của mình nó được hấp dẫn hơn, ngon hơn, mà mình phải giết một cái sinh vật nào đó thì mình thấy tội, thấy thương, cho nên không ăn mặn nữa, vậy thôi ha. Nhưng mà Nghĩa nói đây không phải là mình đang nói hay mình lên án những người vẫn đang ăn mặn nha, không có, hoàn toàn không. Cái việc ăn cái gì là quyền của chúng ta, miệng ai người nấy ăn, đúng không ạ? À? Cho nên là Nghĩa hoàn toàn không có chê trách hay là Nghĩa xỉa xói gì những người ăn mặn cả. Chúng ta đều có quyền lựa chọn cho cái cách ăn của mình như thế nào. Đó. Vấn đề là bây giờ mình đang sống trong cái cuộc sống này, trong xã hội này, mình có phải là một người tốt, mình có phải là một người có ích cho xã hội hay không? Còn cái việc ăn chay, ăn mặn nó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người, nó tùy thuộc vào tính tình, nó tùy thuộc vào tôn giáo mà người đó đang theo. Cho nên là chúng ta ở đây sẽ không nói về cái việc là ăn chay tốt hơn hay ăn mặn tốt hơn, mà chúng ta sẽ chỉ nói về cái việc là ăn chay như thế nào mà thôi. Và khi Nghĩa ăn chay được một cái may mắn á, là Nghĩa lại không có cảm giác rằng là Nghĩa bị mau đói, hay là Nghĩa có cảm giác rằng Nghĩa mệt trong người. Có lẽ là do mình một phần cái thể trạng cũng tốt, cho nên khi Nghĩa chuyển sang chay, Nghĩa ăn chay rất là nhẹ nhàng, không có cảm giác là đói bụng hay là mệt mỏi gì cả. Và trong những cái tháng đầu tiên khi Nghĩa bắt đầu ăn chay á, Nghĩa cũng nghe rất là nhiều những cái bài giảng từ các vị thầy để tìm hiểu xem cái việc ăn chay như thế nào. Thì
có rất là nhiều những vị thầy khuyên Phật tử, những người cư sĩ tại gia giống như Nghĩa, là ok, mình ăn chay thì mình ăn uống đầy đủ các nhóm chất để mình có thể mình giữ cho mình một sức khỏe tốt, và mình có thể mình ăn trứng, trứng gà công nghiệp. Dĩ nhiên thì không phải thầy nào cũng nói điều đó, không phải cô nào cũng nói điều đó cả. Nhưng mà mình thấy rằng những vị thầy lớn, những vị thầy có nhiều uy tín, nói những cái bài giảng rất là hay, có rất là đông đảo quần chúng Phật tử nghe theo, thì mình cũng là một trong số đó. Và mình thấy cái điều mà các thầy chia sẻ là hợp lý, chứ không phải rằng mình nghe theo một cách mù quáng và ai nói thì mình cũng tin. Mình thấy rằng các thầy phân tích dựa trên yếu tố tinh thần của Phật giáo, dựa trên tinh thần của khoa học, dựa trên tinh thần thực tiễn của cuộc sống hiện nay, thì mình thấy điều đó là hoàn toàn hợp lý. Trước tiên là về cái thực tế cuộc sống. Trong cái cuộc sống bộn bề như thế này, chúng ta ai cũng có công việc, ngoài trừ những người thất nghiệp thì thôi. Nhưng mà ví dụ như Nghĩa đi, thì Nghĩa là một người rất là bận rộn, rất là nhiều công việc. Vì vậy, cái việc ăn chay phải làm sao để cho mình bảo đảm được cái sức khỏe cho mình thì nó mới là hay. Chứ nếu như bây giờ mình ăn chay mà để được một bữa, hai bữa hay một tuần lễ, một tháng gì đó mà mình kiệt sức, mình không còn đủ tinh thần, đủ sự minh mẫn để làm việc, thì thật ra cái việc ăn chay đó liệu nó có ý nghĩa gì hay không? Khi chúng ta vẫn còn đang sống trong cuộc sống này, chúng ta là những người cư sĩ, chứ chúng ta không phải là những người, những vị tu sĩ. Những thầy, những cô ở trong chùa, đôi khi vì cái hạnh nguyện của các thầy cô, hay là vì tông phái, các thầy cô chọn cho mình một cái cách ăn chay là tuyệt đối không dùng những sản phẩm liên quan đến động vật như là trứng, sữa, phô mai, v.v. Nhưng mà với những người cư sĩ như chúng ta vẫn còn phải làm việc ngoài xã hội. Nếu như bây giờ chúng ta ăn chay mà tự khép mình vào một cái khuôn khổ nó quá khắc nghiệt, thì liệu rằng chúng ta có đủ sức mà ăn bền bỉ, ăn lâu dài hay không? Không phải ai cũng có một cái sức khỏe tốt, không phải ai cũng đủ duyên để có thể là vượt qua được những cái mệt mỏi về thể chất cũng như là nó ảnh hưởng đến tinh thần chúng ta, mà vừa ăn chay một cách nghiêm cẩn rồi vẫn có thể có được một cái sức khỏe, một tinh thần, một trí tuệ tốt để làm việc. Đó là người nói về cái vấn đề thể chất. Còn nếu như mà bây giờ mình nói về cái việc là quả trứng, thì thường thì chúng ta cũng biết quả trứng như ngày xưa gà vườn á, thì sống chung bầy đàn với nhau, rồi đẻ trứng, rồi con trống có đạp mái, tức là trong quả trứng đó nó đã hình thành một cái mầm sống. Là bởi vì nếu quả trứng đó mà được ấp, nó sẽ nở ra một con gà con, hay nói đúng hơn, nó là một cái bào thai. Còn sau này khi mà gà hoặc là vịt được người ta nuôi công nghiệp, tức là người ta nuôi trong chuồng và theo một cái cơ chế, một cái sinh lý tự nhiên thôi, là đến ngày đến giờ thì gà nó rụng trứng thì nó đẻ trứng vậy thôi, thì chúng ta ăn cái trái trứng đó, nó hoàn toàn nó không có một cái mầm sống gì trong đó cả. Miễn sao là chúng ta đừng ăn hột vịt lộn thôi nghe các bạn. Nhiều người nói trời ơi, trứng thì giờ tôi ăn trứng hột vịt lộn được không, hay trứng cút lộn được không? Dạ không nha, dạ Nghĩa không bao giờ ăn nha. Là bởi vì trong đó nó có rõ ràng là một sinh vật, một mầm sống. Còn trong những trái trứng công nghiệp thì nó không có. Cho nên thì Nghĩa ăn trứng công nghiệp, Nghĩa xin nhắc lại là ăn trứng công nghiệp, nó không có mầm sống, không có cái sinh vật nào trong đó cả. Bây giờ cái trái trứng đó mà để 21 ngày con gà nó có ấp đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ nó nở ra con gà con nha. Cho nên với Nghĩa thì Nghĩa ăn chay, ăn trứng là vì vậy. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều bạn phân tích rất là cặn kẽ, đã từng nói với Nghĩa rằng là anh ơi, nhưng mà con gà công nghiệp người ta nuôi đó, người ta nuôi nhốt chung trong chuồng, nó sống rất là cực khổ, chen chúc trong một cái bầy đàn. Và thật ra người ta từng có coi những cái clip người ta nuôi gà công nghiệp rồi, chứ phải là không. Mình cũng thấy, mình cũng biết, tức là gà công nghiệp người ta nuôi trong một cái chuồng lớn như vậy, cả chục, cả trăm con, thậm chí có những cái trang trại lớn chắc người ta nuôi cả ngàn con luôn, và hàng ngày nó đẻ trứng liên tục cho người ta như vậy, và người ta cho nó ăn, cho nó ăn, và nó chỉ làm một cái việc là để đẻ trứng mà thôi. Thì có nhiều bạn họ nói rằng là trời ơi, tội nghiệp nó lắm anh ơi, người ta giống như là vắt kiệt sức của nó, chỉ cho nó ăn và bắt nó đẻ, cho nên là cái trứng công nghiệp đó nó cũng giống như là nó có nghiệp trống vậy đó, mình ăn vô mình cũng dính nghiệp theo, bởi vì nó là một cái sự đau đớn của con gà. Trời ơi, thì thật ra nghe thì mình thấy cũng hợp lý, nhưng mà là không, bởi vì đúng thiệt, con gà nó cũng nó phải bị nuôi nhốt như vậy, nó cũng đâu sung sướng gì để nó đẻ ra quả trứng đó. Nhưng mà theo Nghĩa nghĩ nha các bạn, cái đó là mình đang gọi là mình soi, mình xét đến tận cùng á. Mình hay gọi đùa nhau là thánh soi á.
Tại vì bây giờ nếu mình soi tới cỡ đó thì nghe nói thiệt, không có cái gì trên cuộc đời này là chay hết trơn á, không có cái gì là thuần chay cả. Bây giờ mình ăn cái trứng gà công nghiệp, mình biết rằng nó không có con trong đó thì mình ăn được rồi. Soi chi kỹ quá tới cái mức là người ta nuôi nó cực khổ như thế nào, nó phải đau khổ ra sao khi nó rặn, nó đẻ mỗi ngày cho ra mới cái trứng đó rồi mình ăn. Mình soi tới cỡ đó thì mình ăn được cái gì nữa. Bây giờ nếu soi vậy thì mình sẽ soi thử nha. Nghe nói ví dụ như là bây giờ nè, các loại rau củ quả đi đó, người ta trồng, người ta cũng có phun thuốc vậy, người ta cũng có xịt thuốc trừ sâu vậy, chứ đâu phải nói rằng là bây giờ rau sạch tới mức là người ta chả cần người ta phun một cái gì hoặc người ta bón một cái gì, nó không có ảnh hưởng, không có thể là không có làm hại một cái con sinh vật nào hết, đâu có, đúng không? Và ngay cả trong cái món ăn dù gọi là tinh sạch nhất đi chăng nữa thì nó cũng có muôn vàng sinh vật mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được ở trong đó. Đức Phật cách đây hơn 2.500 năm cũng đã từng nói rằng trong một cái chén nước có 8 vạn tứ thiên trùng. Đức Phật đi trước khoa học hơn 2.500 năm, Đức Phật nhìn thấy được trong một cái chén nước bình thường đã có những cái sinh vật như vậy. Vì thế, ngày xưa các vị ở trong tăng đoàn, mỗi người đều có một cái lọc nước để lọc ra bớt được phần nào những sinh vật đó, và khi uống cũng đều có đọc một cái câu giống như cái câu chú nguyện vậy đó. Thì tất cả mọi cái theo nghĩ rằng nó cũng chỉ là ở một cái phạm vi tương đối mà thôi, không thể nào mà chúng ta soi xét đến tận căn nguyên cội rễ như vậy được. Bởi vì nếu xét ra có lẽ mình nhìn đó mình tuyệt thực cho tới chết chứ không ăn được cái gì đâu. Trong một cái món ăn của mình, cho dù bây giờ nó tinh sạch đến cỡ nào, mình có nấu chín kỹ cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ phải có sinh vật trong đó, nó phải có vi trùng trong đó. Thì có nghĩa nếu mình ăn như vậy thì cũng là mình sát sanh rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu tính như vậy thì có ai mà thoát khỏi được cái nghiệp sát sanh? Thật ra ở đây tất cả mọi cái đều là tương đối. Cho nên cái việc con gà nó cho mình một trái trứng mà không phải qua một cái sự thụ thai, một cái sự gọi là đạp mái từ con gà trống, không có một cái sinh vật trong cái gà trứng đó, không có một con gà con trong quả trứng đó, thì mình ăn cũng đã là tốt lắm rồi. Chứ nghĩ nghĩ rằng đừng đừng so xét kỹ quá đến cái việc là người ta nuôi nó để làm sao, nó đau như thế nào khi nó đẻ trứng nữa các bạn ạ. Nha, đó là cái điều mà vì sao Nghĩa nói rằng khi Nghĩa ăn chay, Nghĩa vẫn ăn trứng, là bởi vì một phần trong đó trứng nó cũng giúp cho mình có được cái nguồn năng lượng để mình còn làm việc nữa. Ngày xưa mọi người vẫn hay nghĩ ăn chay là gì? Cơm nắm muối mè, muối ớt, miếng nước tương. Bữa nào mà ngon ngon hơn có được miếng đậu hũ, ngon lắm rồi. Nhưng mà đó là của ngày xưa. Còn bây giờ khi mà cái việc ăn uống của chúng ta nó không phải trở nên quá eo hẹp như ngày xưa nữa, thì tại sao mình không dành cho mình những cái món ăn chay mà nó giúp cho mình có được cái sức khỏe tốt để mình còn làm việc? Và mình biết rằng là cái món ăn đó thật ra mình cũng không có giết một cái con nào hết, mình không có cầm dao cầm kéo, mình đâm, mình chém, mình cắt, mình cạo lông, mình trụng nước sôi con nào để làm cho bữa ăn của mình nó ngon, không có. Thì chỉ một quả trứng thôi, mình soi mói nhau, mình hà khắc với nhau đến tận cùng để làm gì, phải không ạ? Mà thật ra Nghĩa thấy có nhiều bạn mắc cười lắm, vào trong trang của Nghĩa đó, khi mà thấy Nghĩa chia sẻ những món ăn mà có liên quan đến trứng công nghiệp á, thì thường hay có một cái đầu tiên, nếu những bạn nào mà dễ thương á thì chỉ đặt câu hỏi thôi: anh ơi ăn chay ăn trứng được hả anh? Hoặc là: ủa anh ơi ăn chay ăn chay sao anh lại ăn trứng? Tức là các bạn ấy thật sự ngạc nhiên và thật sự thắc mắc với cái điều đó. Nhưng mà sẽ có những người họ vào và họ thấy mình ăn chay mà mình có làm trứng, và họ tỏ một cái thái độ giống như là: trời ơi cái gì vậy, cái ghê vậy, ăn chay mà ăn trứng hả? Cái gì đó bậy bạ, trời ơi ăn chay cái kiểu này ai mà không được, ma quỷ, cái kiểu như vậy đó, có một chút dè bỉu trong đó nữa. Thì thực ra mình thấy nó hơi buồn cười. Nói trời, các bạn, những nhất là những cái người bạn mà có những thái độ như vậy á, không biết rằng các bạn có ăn chay không, hoặc là nếu như có thì các bạn ăn chay 1 tháng mấy ngày á, hoặc là các bạn ăn chay được 1 tháng trong năm không, hay là các bạn ăn chay trường mà các bạn tỏ những cái thái độ như thế, đúng không?
thì Nghĩa thấy rằng ok thôi, có lẽ các bạn chưa hiểu lắm về mình, hoặc là các bạn chưa có đồng quan điểm với mình nên các bạn có những suy nghĩ như vậy thôi. Thì hôm nay sẵn tiện Nghĩa muốn chia sẻ với mọi người là vì điều đó, để mong rằng nếu như các bạn có thấy rằng là Nghĩa hay ai đó, những người ăn chay mà có ăn trứng, thì các bạn cũng sẽ ít ra thì từng nghe Đại Nghĩa nó chia sẻ về cái chuyện này rồi, cái quan điểm của nó là như vậy, thì thôi mình thấy được ok thì được, còn nếu không được thì thôi cũng đừng có mình tỏ ra cái thái độ mình dè biểu, mình xì xói gì lắm thì nó cũng không hay các bạn nha. Nghĩa cũng từng nghe một bài giảng mà một vị thầy cũng nói một cái điều mà Nghĩa cũng thấy rất là hay. Tức là vị thầy chia sẻ rằng là mọi người ăn mặn á thì ăn không biết bao nhiêu thứ, ăn thịt, ăn cá, ăn con này con kia, chiên xào nấu nướng làm gỏi, thậm chí ăn sống nữa đó, thì cũng bình thường. Nhưng mà khi thấy ai đó ăn chay mà ăn có quả trứng vô thì lên án, rồi cười chê, rồi làm như người ta là một cái gì đó ghê gớm lắm, hoặc là phạm một cái tội gì khủng khiếp lắm vậy đó, trong khi mình hàng ngày mình ăn biết bao nhiêu thứ khác còn ghê gớm hơn nữa, mình không thấy tự thấy ghê mình đó. Thì cái thấy cái điều đó nó cũng thú vị và cái xin nhắc lại để chia sẻ với mọi người vậy thôi. Cái câu hỏi thứ hai, cái vấn đề thứ hai mà mọi người vẫn hay hỏi là ăn chay tại sao là ăn hành tỏi, ăn ngũ vị tân. Thì Nghĩa biết thế này, là có nhiều nơi người ta khi ăn chay á, là kiêng hành tỏi hẹ kiệu nén, gọi là ngũ vị tân á. Có một số chùa, có nhiều chùa thì là kiêng cử hoàn toàn những cái món ngũ vị tân như thế này. Rồi có nhiều Phật tử tại gia cũng như vậy, ăn chay thì không có ăn hành, không có ăn tỏi, kiệu nén gì đó cũng bỏ hết, ngũ vị tân là bỏ không có ăn. Nghĩa thì Nghĩa biết là bởi vì các thầy nói rằng trong những cái gia vị hành tỏi kiệu nén đó thì nó có những cái chất nó làm cho cơ thể mình nó sẽ dễ nóng nảy, làm cho mình dễ tăng cái dục tính trong người của mình. Cho nên là với các vị ở trong chùa hoặc là những vị cư sĩ tại gia thì cũng có nhiều người kiêng hẳn hoàn toàn, không có ăn ngũ vị tân. Còn với Nghĩa thì Nghĩa vẫn ăn. Nghĩa thì Nghĩa nghĩ rằng là mình, thứ nhất mình không phải là tu sĩ, mình vẫn đang là cư sĩ, mình đang ở nhà, mình vẫn đang làm việc, mình vẫn có những cái mối quan hệ gia đình và bè bạn. Thì cái việc là mình ăn ngũ vị tân đi chăng nữa thì cũng có sao đâu. Bởi vì nó có phải là động vật đâu, nó vẫn là thực vật kia mà, nó vẫn là cây cỏ kia mà. Thì mình ăn, mình có giết cái con nào đâu mà mình không ăn được. Còn cái việc là ăn nó thì sẽ tăng dục tính hay cái gì đó thì nghĩa nói thiệt là bởi vì chúng ta là cư sĩ mà. Cho dù bây giờ các bạn ai đó mà chúng ta né, không mang hành tỏi ngũ vị tân này kia đi, thì chúng ta có dám chắc là cái dục tính trong người mình nó đã được kìm hãm hoặc là nó hết không? Khi chúng ta vẫn hàng ngày sống với gia đình, với vợ, chồng, con, cái, anh em, bè, bạn vân vân, thì cái dục trong người của mình làm sao mà gọi rằng không có được. Với lại chúng ta là cư sĩ thì cái chuyện đó nó không phải là cái điều mà chúng ta bị ngăn cấm. Vì vậy có nhiều bạn cũng đặt câu hỏi đó thì Nghĩa hay nói đơn giản thôi, Nghĩa nói là nó cũng là thực vật mà, cho nên là mình ăn nó, mình có giết con nào đâu được rồi. Còn nếu như ai đó mà thấy rằng cái việc mà ăn hành hẹ tỏi kiệu nén nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái công phu tu tập của mình thì chúng ta cứ việc không ăn vậy thôi. Nhưng mà đơn giản một điều là ăn chay là chúng ta không giết động vật, không giết một cái sinh vật còn sống nào đó để mình ăn. Thì cái việc những cái gia vị nó là thực vật thì mình vẫn ăn được bình thường. Còn với những người có những cái công phu tu tập nó đặc biệt, ví dụ như là có nhiều người nói với Nghĩa rằng là bởi vì tu có niệm chú thì sợ ăn cái đó nó sẽ không tốt, nó sẽ không linh ứng thì nên né, thì thôi đâu có sao. Vì chưa bao giờ Nghĩa nói rằng là cái việc mà kiêng hành hẹ tỏi nén kiệu là cái điều không phải, hoàn toàn không có cái điều đó. Bởi vì Nghĩa biết nó cũng là một trong những cái điều của các chùa, tùy theo nơi, tùy theo tông phái mà các thầy cô có sử dụng hay không.
Thì cho nên điều đó Nghĩa hoàn toàn biết. Còn mình biết mình là cư sĩ, mình vẫn còn sống trong cuộc sống đời thường như thế này, vẫn có những cái mối quan hệ với những người xung quanh. Cho nên cái việc ngủ vị tân với mình nó không phải là cái điều nó quá quan trọng. Mình đang không phải cắt cổ một con gà hay thọc huyết một con heo để ăn, mà mình chỉ sắc một củ hành, mình băm một củ tỏi để mình làm cho món ăn của mình nó thơm hơn, nó ngon hơn. Thì có tội tình gì đâu mà mình lại không ăn chứ, đúng không ạ? Cho nên thì với cái câu hỏi này người chỉ trả lời đơn giản là như vậy. Ai cảm thấy rằng ăn ngũ vị tân nó ảnh hưởng tới công phu tu tập thì không ăn. Còn như Nghĩa thì người thấy rằng nó chỉ là một cái loại thực vật thì mình cứ ăn. Mình không có giết con nào mình ăn là được rồi. Còn cái chuyện theo quan điểm của Nghĩa, cái dục tính trong con người của chúng ta nó không phải chỉ từ cái chuyện mà ăn ngũ vị tân hay không, nó còn nhiều yếu tố khác nữa. Chứ nếu nói rằng bây giờ là ai mà ăn ngũ vị tân thì vẫn còn dục tính rồi, vậy thì mình hỏi ngược lại những người mà không ăn ngũ vị tân có hết dục tính hay không, đúng không? Đó, cho nên cái quan điểm của Nghĩa về cái vấn đề ngũ vị tân là như vậy. Rồi, vấn đề thứ ba đó là cái câu hỏi ăn chay sao cái món ăn vẫn còn giống như món ăn mặn, hoặc là cái hình thái chế biến nó cũng giống giống như món ăn mặn, vậy thì cái tâm còn mặn quá ăn chay làm gì? Dạ, cái câu hỏi này Nghĩa đã từng trả lời khá dài, nhưng mà bữa nay xin được phép trả lời lại. Dạ, nó có nhiều cái vấn đề lắm để chúng ta bàn với nhau các bạn nghe. Cái thứ nhất, giờ Nghĩa nói với một người mới bắt đầu ăn chay đi, mới một người mới bắt đầu ăn chay thì bây giờ mà cắt hoàn toàn, ngày mai là không được ăn thịt cá, không được ăn thịt kho, không được ăn cá chiên, không được ăn bún riêu, không được ăn hủ tiếu, không được ăn cháo lòng nữa nghe, ngày mai ăn tàu hũ nước tương liền cho tôi, thì đôi khi người ta quợn, trời đất ơi, ngày hôm qua còn ăn sơn hào hải vị nem công chả phượng ngon quá, ngày hôm sau quất nguyên cục tàu hũ vô mặt, nguyên chén nước tương trước mặt, ăn gì nổi, nuốt gì vô, dù có lòng lắm, thành tâm dữ lắm cũng khó mà ăn. Cho nên với những người mà mới ăn chay như vậy thì thật ra những cái món mà nó có cái hơi hướng là giả mặn á, nó cũng tốt, là bởi vì giúp cho họ làm quen dần với cái việc ăn chay. Ngày hôm qua họ ăn nguyên tô hủ tiếu có nguyên cục giò heo thiệt bự vậy nè, thì bữa nay cũng tô hủ tiếu đó, gia vị nêm nếm nó không khác là bao nhiêu, mà thay vì nguyên cục giò heo thì ăn nguyên cục tàu hũ hay nguyên cái nấm chà bá lửa vậy nè, họ sẽ cảm thấy nó dễ dàng tiếp nhận hơn chứ. Họ sẽ cảm thấy rằng cái việc ăn chay à, nó cũng không có quá khó như mình nghĩ ha, hôm qua mình ăn hủ tiếu thì bữa nay mình cũng được ăn hủ tiếu, chỉ có điều là hôm qua có cục giò heo thì bữa nay có cục đậu hũ vậy thôi. Thì cái việc đó nó sẽ đến với họ một cách nó nhẹ nhàng, họ dễ tiếp cận với món chay hơn. Và nếu như bây giờ mình đang nói về cái góc độ là ăn mặn và ăn chay nha, mình dụ mình giết một con heo hay giết một con gà để mình nấu nồi cà ri đi, ví dụ nấu rang tô cà ri mà giết chết con gà nó nấu được cho mình tô cà ri trong đó, là ngày hôm qua mình ăn mặn, còn ngày hôm nay cũng tô cà ri đó, giờ có một cái cục gì đó nó làm giống giống cục thịt gà, mà thiệt ra cái cục đó đó là cái tàu hủ kỳ, hoặc là cái cục mì căng. Mì căng là đậu hũ đậu nành á đó. Đó, mì căng người ta quấn 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 vô trong cái cọng sả, cái đầu cọng sả vậy nè, cầm lên nhìn nó cũng giống như cái cây đùi gà vậy đó, cắn vô nó mềm nó giòn, nó không phải là thịt gà mà nó là miếng đậu hũ kỳ, miếng mì căng. Thì giữa hai cái tô đó, một tô là tôi giết chết một con gà để có được cái tô cà ri, bên đây tôi không giết con gà nữa trơn trọi á, mà tôi giả giống giống cái đùi con gà nè đó cho cái người đó ăn, thì cái người đó cho dù khi họ ăn cái cục tàu hủ kỳ đó họ có liên tưởng tới cái con gà đi chăng nữa thì cũng có sao đâu, có vấn đề gì. Vấn đề chính là họ đã không giết một con gà để họ ăn. Còn bây giờ mình chê trách họ, trời ơi ăn chay mà nghĩ mặn, ăn chay mà còn tơ tưởng tới cái đùi gà, vậy thôi mày ăn mặn cho rồi đi, ăn chay làm gì,
ủa mình nói vậy rồi họ ăn mặn luôn rồi làm sao, đúng không? Tức là mình đang khuyến khích họ giết một cái con vật gì đó để họ ăn ngon miệng, trong khi họ đang muốn không giết một con vật nào cả mà họ vẫn được ngon miệng. Thì cái việc mà người ta làm một cái món chay nó có giả hơi hướm món mặn á cũng được, có sao đâu. Với nghĩa là như vậy. Cái chuyện mà những người mới bắt đầu ăn chay, họ chưa quen, họ cần phải thích nghi dần dần từ những cái món chay giả mặn như vậy, nó là cái điều theo nghĩa nha, bình thường, chẳng có gì để chúng ta phải chê trách họ cả. Rồi, tiếp theo, với những người đã ăn chay thuần thục, ăn chay lâu năm, ví dụ như Nghĩa nè, nhiều người nói chứ, trời đất ơi, nó ăn chay mà nó còn làm món chay nhìn như món mặn, rồi nó đặt tên như món mặn, chắc là trong đầu nó vẫn còn đang tơ tưởng tới cái món mặn. Đó là những người không hiểu, không hiểu về những người đã ăn chay nhiều năm. Nói thật với các bạn, Nghĩa ăn chay đến nay đã 9 năm, đúng không? Thì cái tháng đầu tiên mà Nghĩa ăn chay á, tức là vào khoảng năm 2010 á, cái tháng đầu tiên mà Nghĩa ăn chay, lúc đó Nghĩa ra đường, Nghĩa không dám nhìn vào những cái hàng mà nó bán thịt quay, gà quay, heo quay, hoặc là những cái hàng cơm tấm mà người ta nướng sườn, người ta quạt phạch 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 phạch, khói bay mịt mù ra đường, kích thích cái vị giác cái bao tử khủng khiếp. Cái tháng đầu tiên Nghĩa không dám nhìn vào, là bởi vì mình biết rằng mình mới bắt đầu mình ăn chay. Bây giờ mình nhìn vào những cái hàng quán đó, hay mình hít ngửi mấy cái mùi thơm từ cái lò thịt nướng đó, mình sẽ thèm đó. Cho nên thật tốt nhất tôi né, tôi tránh cho tôi đã. Cho nên tôi không có giò, kệ tôi ngang, tôi nhắm mắt tôi làm ngơ, tôi lái xe ỉn tôi đi. Tôi thấy đằng xa kia có cái chỗ mà quạt thịt nướng phạch 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 phạch, đi ngang tôi nín thở. Thiệt, đi ngang nín thở, không có ngửi, để không có cảm giác bị kích thích, bị thèm muốn. Đó là tháng đầu tiên thôi. Nhưng mà khi bắt đầu qua đến cái tháng thứ 2, thứ 3 gì đó trở đi, thì Nghĩa không còn thèm nữa. Và đi ngang qua, Nghĩa vẫn nhìn vào trong cái hàng quán đó, nhìn thẳng vào trong cái hàng thịt quay đó, thịt quay bóng lửa mập ú treo toàn ten. Đi ngang qua những cái hàng bán cơm tấm, người ta quạt khói bay mịt mù thơm phức lỗ mũi, hít thở, nhìn thấy. Và Nghĩa biết rằng wow, đó là những món ngon nha. Nếu nói không ngon là mình nói dối à. Vẫn biết rằng đó là những cái món ăn hấp dẫn đó. Nhưng mà hỏi có thèm không? Thì không, Nghĩa không có thèm. Vẫn biết rằng đây là cái món mà ngày trước mình thích chứ. Làm sao mình có thể mình chối bỏ được điều đó? Không lẽ bây giờ mình ăn chay thì mình nói ôi dồi, ngày xưa tôi ăn mấy cái món này thì ghê, tôi muốn ói, muốn mửa. Không có, vậy là nó xạo. Vẫn biết, wow, đây là những cái món ăn mà người ta đã tẩm ướp gia vị, người ta làm này kia cho nó hấp dẫn, nó thơm ngon lắm. Nhưng mà mình không có thèm ăn, là bởi vì mình đã xác định được cái lý do thật sự mà mình ăn chay là gì. Cho nên mình không có thèm nữa. Mình nhìn con vịt đó, mình hình dung ra rằng à, trước đó chừng 1-2 tiếng đồng hồ nó đang chạy nhảy tung tăng cùng với cái bầy đàn của nó, thì giờ nó treo toàn ten, bóng lưỡng mập ú, đỏ rồi vàng mỡ chảy như vậy. Nhưng mình không thấy thèm, Nghĩa thật sự không thèm. Và những lúc đó khi mà Nghĩa đói bụng á, trong đầu Nghĩa thèm gì biết không? Trong đầu Nghĩa lúc đó thèm một cái nồi mà đậu hũ kho tộ á. Đậu hũ kho tộ kho với nấm rơm á, mà kho nó kẹo 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 lại, nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Mình chan cơm nóng, mình chấm miếng dưa leo, mình ăn, mình nhai vô, mình nuốt. Trời ơi, nó ngon hết sảy. Thiệt lòng luôn là trong đầu lúc đó khi đói bụng chỉ nghĩ tới cái món đó thôi, chứ còn đi ngang qua những cái hàng quán đó không thấy thèm. Nói như vậy để làm gì? Để cho các bạn biết rằng là với những người mà người ta ăn chay đã lâu rồi, người ta ăn thuần thục rồi, thì cái việc mà cái món mặn có trưng trước mặt người ta, người ta cũng không thấy thèm đâu. Chứ đừng nói chi cái tên. Mọi người không hiểu, ví dụ ai chưa từng ăn chay hoặc chưa từng ăn chay trường thì không hiểu, cứ nghĩ rằng khi mà nhìn cái món mặn hấp dẫn như vậy chắc thèm dữ lắm, cho nên người ta mới làm món chay giả mặn hoặc đặt cái tên giả mặn để cho đỡ thèm. Như vậy là sai các bạn ạ. Đã ăn chay lâu năm rồi thèm thuồng gì nữa, quen với tương chao tàu hũ mà món chay nó thiệt nó cũng biết bao nhiêu món ngon, chứ phải dở đâu mà mình gọi rằng mình ăn mình ngán ngược, ngán xuôi, dâng lên tới tận họng mình ớn rồi mình phải thèm mấy món mặn. Không có,
Hoàn toàn không có chuyện đó. Cho nên với những người ăn chay đã lâu thì cái việc, cái tên á, cái món dù kêu là bún riêu hay hủ tiếu bò kho chay, cái tên nó chỉ là cái tên thôi, chứ không phải vì chúng tôi thèm khát ăn cái món mặn đó mà chúng tôi phải làm cái món giống giống vậy, hoặc là chúng tôi đặt cái tên cho giống vậy, gọi lên cho nó đỡ thèm. Ăn cái món xá xíu chay, hủ tiếu bò kho chay hay là gì đó chay thì liên quan tới món mặn, không có. Tất cả những ai ăn chay lâu năm có lẽ sẽ hiểu những cái điều mà Nghĩa mới chia sẻ. Còn cái việc là nếu vậy tại sao đặt tên cái món nghe vậy chi cho thấy ghét vậy? Ăn cơm tấm chay thì cơm tấm sườn bị chả, sườn là nghe thấy mặn là thấy ghét rồi, đặt tên vậy chi? Vậy bây giờ đây các bạn thân mến, không gọi vậy gọi gì giờ? Giờ nói ví dụ cái món hủ tiếu bò kho đi nha. Thí dụ bình thường các bạn ăn mặn thì các bạn nấu với thịt bò đúng không? Thì cái món hủ tiếu bò kho có gì cũng trọng, có cái gia vị bò kho nè, có thịt bò nè, có cà rốt nè, có khoai tây nè, có nước dừa tươi nè, có màu điều nè, đó, rồi có sả nè, đó. Thì khi mà mình nấu một cái nồi bò kho bình thường á, mình sẽ nấu như vậy rồi bỏ thịt bò vô ha. Giờ món chay mà, nhất là thời buổi giờ ăn chay phong phú mà, chứ đâu phải cứ phải gọi tương chao tàu hũ khô quẹt rồi muối ớt muối mè mới là ăn chay. Ăn chay vì sức khỏe nữa chứ, cho nên là chúng tôi có quyền làm cho mình những cái món chay nó ngon, nó hấp dẫn, nó bắt mắt, nó đầy đủ chất dinh dưỡng. Thì ví dụ như làm một cái món giống như món bò kho mặn, thì giờ thay vì bỏ cái cục thịt bò vô thì giờ tụi Nghĩa nấu, Nghĩa không có bỏ thịt bò vô, Nghĩa bỏ cục tàu hũ vô, Nghĩa bỏ cục nấm vô. Nhưng mà gia vị gồm có gì thì cũng màu điều, thì cũng bột nêm, mà bột nêm chay, bột nêm làm từ rong biển hoặc là làm từ nấm, rồi cũng có nước dừa, cũng có khoai tây, cũng có cà rốt đó, thì cũng có dầu điều. Thì hầu như là cái món mặn nấu cái đó có cái gì thì món chay cũng có cái y chang vậy, chỉ có điều là thay cục thịt bò bằng cục đậu hũ vậy thôi, và bỏ nhiều nấm hơn, nấm cho nó ngọt nước, hoặc là bỏ bắp Mỹ vô đó cho nó ngọt nước. Vậy nếu giờ kêu là đừng có gọi cái tên món mặn là bò kho chay, vậy thưa quý vị, không lẽ giờ gọi gì giờ? Bởi vì cái món đó là mình đang làm bắt nguồn từ cái món bò kho thiệt, món kho mặn của người ta mà. Giờ mình biến tấu nó lại, mình không nấu mặn nên mình nấu chay, thì giờ gọi gì giờ? Không lẽ giờ phải gọi cho nó là à, dạ thưa các anh các chị, đây là cái món đậu hũ, cà rốt, khoai tây, nấm, kho với lại dầu điều, kho với lại nước dừa, kho với lại bột nêm rong biển và bột nêm nấm hương, thêm chút đường, thêm chút bột ngọt. Tức là lẽ giờ tôi gọi một cái tên nó dài cho tất cả các thành phần ra như vậy sao? Đúng không? Hoặc bây giờ nghe nói nếu như cái món xíu mại, cái món xíu mại đi, Nghĩa cũng làm cái món gọi là xíu mại chay á. Thì xíu mại bình thường các bạn làm từ thịt, các bạn bầm ra với củ sắn với này với kia, rồi do viên làm với sốt cà chua đúng không? Thì Nghĩa cũng làm món xíu mại chay vậy. Nghĩa cũng làm món đó mà Nghĩa làm từ đậu hũ. Đậu hũ Nghĩa bầm với nấm rơm, với nấm mèo, với bún tàu, Nghĩa cũng do viên lại, rồi Nghĩa cũng chiên lên, rồi Nghĩa cũng sốt cà. Giờ không cho tôi gọi món xíu mại, tôi gọi gì giờ? Không lẽ tôi phải gọi rằng dạ thưa các anh các chị, đây là cái món đậu hũ bầm với nấm rơm, bầm với nấm mèo, bầm với lại bún tàu, do viên chiên giòn, sau đó sốt với cà chua. Không lẽ cái tên dài vậy mới chịu, đúng không? Hoặc là bây giờ nếu Nghĩa làm một cái món bún riêu đi, bún riêu bình thường thì các bạn có thể có gạch cua trong đó, hoặc là sau này có những món bún riêu mà người ta cho giò heo vô, hoặc là người ta cho tôm vô, người ta cho ốc vô. Nhưng khi Nghĩa nấu bún riêu, Nghĩa cũng nấu như các bạn là có cà chua, có thơm, rồi các gia vị trong đó. Nhưng mà thay vì có các loại như là riêu cua hay tôm thì Nghĩa bỏ nấm và đậu hũ vô, cũng vậy thôi. Mà giờ không cho gọi bún riêu, nó nghe tên bún riêu là món mặn, cha nội này còn thèm mặn, cái đầu tơ tưởng tới món mặn, ăn chay làm gì? Dạ thưa các anh chị, nếu khó quá em đổi tên, em không gọi là món bún riêu nữa, em sẽ gọi rằng một cái món bún em nấu chung với cà chua, với thơm, với lại dầu, với lại mắm nêm, bột nêm, bột nêm chay, bột nêm rong biển, rồi cộng với lại đậu hũ, nấm mèo, nấm rơm. Không lẽ em gọi cái tên dài vậy các anh chị, đúng không? Trời ơi, khó quá. Bây giờ người ta đã không ăn mặn rồi, người ta đã ăn chay rồi, có cái tên thôi,
cho nó dễ kêu chúng gì hết trơn trọi á, chứ không phải thèm khát gì mà đặt cái tên đó. Đây, gần nhất món cơm tắm sườn bị chả chay, cái post trên trang YouTube của mình cũng có người vô chửi, nói trời ơi ăn chay mà còn sườn bị chả cha nội này gì kia đó. Đó, các bạn vô xem lại cái phần bình luận sẽ thấy. Dạ em xin lại các thánh, thánh soi thánh xét giùm đời em, khổ quá. Giờ gọi gì giờ? Bì á, nghĩa làm từ miếng trộn với thính, trộn với tỏi, trộn với đường, trộn với xì dầu ha. Còn chả đó thì nghĩa làm từ đậu hũ, nấm, có trứng, có bún tàu, có tiêu, chưng lên. Còn sườn á thì cái mua trong siêu thị là cái sườn nó ăn chay á. Cái sườn nó ăn chay người ta cũng làm từ tàu hũ kia, mình về mình tẩm ướp, mình chiên lên. Giờ không cho tôi gọi là cơm tắm sườn bị chả, kêu tôi gọi bằng gì giờ? Không lẽ, dạ thưa anh chị, em đang nấu cái món cơm ăn cùng với miếng trộn với thính, xì dầu, bột nêm và tỏi, kèm với đậu hũ em trộn chung với trứng và nấm mèo, bún tàu, kèm với miếng tàu hũ kia em ướp với xì dầu và đường em chiên giòn lên. Không lẽ một cái tên nó dài như vậy mới vừa lòng sao các bạn? Như Nghĩa nói, nếu như là những người mới ăn chay thì cái việc món chay giống món mặn là một cách để họ tiếp cận với món chay nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Còn với những người đang chay lâu năm rồi, ăn chay đã thuần thục rồi, hoàn toàn những cái món mặn nó không có kích thích gì được chúng tôi hết trơn trọi á. Như đi ăn tiệc cưới, bạn bè xung quanh ăn sơn hào hải vị, tôm, cua, các loại, thịt bò, cua bê, cua biết thì cái đầy nhóc. Nhất là Nghĩa thường đi qua những chương trình về nấu ăn nữa, các bạn cũng biết đó, chủng cơm mẹ nấu, khi chàng vào bếp là top chef. Sơn hào hải vị xung quanh cái thiếu gì, nhưng mà có bao giờ Nghĩa thèm đâu. Nghĩa vẫn thèm một cái nồi đậu hũ kho nấm rơm, một cái món chay mình ăn mình thèm vậy thôi, chứ mình không hoàn toàn nghĩ tới những cái món kia. Hà huống gì một cái tên, cái món chay để trước mặt tôi mới thèm, kế bên cái món mặn tôi không dòm tới, thì hà huống chi cái tên mà tôi thèm để tôi phải gợi nhớ từ cái tên đó. Cho nên mong rằng các bạn hãy có cái nhìn nó thoáng hơn một tí về cái vấn đề này. Như Nghĩa nói, có thể là các bạn chưa từng ăn chay, hoặc là chưa từng ăn chay trường, hoặc là các bạn chưa từng nghe Nghĩa chia sẻ, cho nên các bạn có những cái thắc mắc như vậy. Thì Nghĩa muốn cho các bạn hiểu là như thế, để chúng ta có nhìn một cái nhìn nó thoáng hơn, nó mở rộng lòng ra, nó bao dung với nhau hơn, là chúng ta cứ xét nét từng chút một. Ngày hôm nay, khi Nghĩa có được một buổi tối rảnh rỗi, Nghĩa ngồi đây, Nghĩa đã chia sẻ với các bạn về ba cái vấn đề mà các bạn vẫn thường hay đặt cho Nghĩa trong những cái clip mà Nghĩa dạy, Nghĩa hướng dẫn nó ăn chay. Nghĩa biết rằng đây chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình thôi, chắc chắn nó cũng không có hoàn toàn đúng đâu. Chắc chắn nó cũng sẽ có nhiều những cái điều mà bản thân mình thiếu sót, bản thân mình chưa có nhận ra, và cần phải có thời gian trải nghiệm, hoặc là cần phải có ai đó chỉ bảo thêm cho mình, thì mình mới có thể nhìn ra một cái vấn đề ở nhiều góc cạnh khác nhau mà nó tương đối chính xác. Ở đây Nghĩa chỉ nói là tương đối thôi nha, chứ thật ra cũng không có cái gì mà chúng ta có thể chắc chắn với nhau một cách tuyệt đối được. Tất cả mọi cái nó cũng chỉ ở nằm ở cái mức độ tương đối mà thôi. Thì như thế cũng đã là tốt lắm rồi. Thì Nghĩa mong rằng nếu như cái buổi trò chuyện chia sẻ ngày hôm nay của Nghĩa đó mà ai đồng cảm được thì Nghĩa cảm ơn. Còn nếu như mà ai chúng ta vẫn chưa tìm được tiếng nói chung của nhau, thì hãy nhớ cái lời thỏa thuận ngay từ đầu. Đó là gì? Không có được quạo, không có được cọc, không có được nói tục chửi thề, không có được phỉ báng nhau các bạn nha. Hy vọng rằng những cái gì mà Nghĩa chia sẻ ngày hôm nay cũng sẽ giải đáp được phần nào những thắc mắc của các bạn về ba cái câu hỏi mà các bạn vẫn thường đặt ra cho Nghĩa. Và dĩ nhiên sau ngày hôm nay, Nghĩa vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ những món ăn chay mà Nghĩa làm cho các bạn. Đó là một cách để Nghĩa giúp cho mọi người thấy rằng cái việc ăn chay nó không quá khó, và chúng ta có thể làm ra được những món ăn chay ngon và vẫn đủ chất dinh dưỡng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một cách đề nghị khuyến khích mọi người cùng ăn chay theo giống như Nghĩa. Và ở đây Nghĩa xin nói thêm một điều nữa, là nếu như các bạn chưa ăn chay trường được, không sao hết, tuần ăn chay ngày cũng tốt, hoặc là tháng ăn chay 2 ngày đi, tháng ăn chay ngày rằm với ngày mùng 1 cũng được. Còn nếu tháng mà lỡ ngày rằm ngày mùng 1 mình quên ăn, ví dụ vậy, hồi xưa Nghĩa cũng hay quên lắm, và hay cố tình quên nữa,
Thì ví dụ qua ngày 16 mình ăn cũng đâu sao, ngày mùng 2 mình ăn cũng tốt, không sao hết. Thì cứ nghĩ một cách đơn giản rằng trước tiên ăn chay là giúp chúng ta thành lập cơ thể của mình. Một tuần mình ăn quá nhiều, thịt cá, ngán, mỡ màng trong người nhiều quá, nó nặng đè, nó ứ, khó tiêu. Thì bữa nay thử bữa mình ăn chay, còn nó làm sao? Ăn chay rau củ quả thôi, chắc chắn nó sẽ rất là nhẹ người, trong cơ thể của chúng ta cảm thấy nó phơi phới, thoải mái lắm, nhẹ nhàng lắm. Mà chưa kể ăn chay đẹp da nữa nghe. Đây, quý vị, đây, mình ăn chay nè, cho nên là da dẻ đẹp, không có mụn. Bởi vì mình ăn rau củ quả nhiều mà, cho nên không có mụn nha. Và nếu như các bạn ăn chay được một tuần một ngày là tốt rồi, rồi sau đó dù tăng lên tuần 2 ngày càng tốt. Và có một cái trường hợp mà Nghĩa hay gặp các bạn chia sẻ đó, anh biết không, em bữa nay em ăn chay, tính ăn chay đó, mà chiều nay kẹt cái đám cưới bỏ không có được, chiều nay dính sinh nhật nhỏ bạn thân, đi mà không đi nó chửi chết, mà giờ đi mà người ta ăn mặn mình ăn chay chịu không nổi đó. Thường là các bạn hay gặp trường hợp đó. Đó, hoặc là sáng nay ngày hôm nay định ăn chay, sáng nay quên lỡ ăn tu tiếu thôi, cho nên giờ bỏ không ăn chay nữa. Mà lẽ ra ngày hôm nay ăn chay là sáng nhỏ bạn đưa cho ổn mì thịt, quên cầm cắn cái nhai nuốt ngon lành, ăn xong rồi mới thực nhớ ra bữa nay tôi ăn chay. Ngày xưa nó thiệt với các bạn, nghĩ cũng y chang vậy luôn á. Ăn chay ha, cái xong đến chiều tối lỡ có sinh nhật hay đám cưới ai đó là chịu không được thôi, ngã ăn mặn đi, thôi thôi ăn mặn đi, không ăn chay nữa đó. Hoặc là buổi sáng, cái nhớ con lợn y chang vậy đó, buổi sáng đang đi với nhóm bạn này nè, thì lúc đó học đâu khoảng lớp 9, lớp 10 đó, có nhỏ bạn nó đưa cho khúc bánh mì, mà cái đuôi bánh mì các bạn còn có khúc bê lớn này nè, mà trong đó có thịt chả ngon lắm, đưa cho cắn ăn. Ăn ngon lành xong sực nhớ, ủa bữa nay ngày rằm, bữa nay mùng 1 tôi tính ăn chay mà sao tự nhiên đưa tôi bánh mì thịt, mà giờ tôi quên tôi cắn tôi ăn luôn rồi, giờ làm sao? Thôi bỏ luôn, ăn chay gì nữa, không ăn, ăn mặn nguyên ngày luôn. Nhưng mà sau này á thì nghe một thầy chia sẻ, Nghĩa không nhớ chính xác là thầy nào, à hình như là thầy Phước Tiến, một vị thầy mà Nghĩa nghe cũng rất là nhiều những bài giảng mà thầy hay chia sẻ về vấn đề ăn chay lắm. Thì thầy nói cũng rất là hay, rất là vui, rất là hợp lý luôn. Thầy nói lỡ như buổi sáng mà ăn mặn rồi, vì quên hay vì lý do gì đó mà lỡ ăn mặn rồi, thôi ăn rồi thì cứ ăn đi, lỡ rồi thôi, thì buổi trưa buổi chiều ăn chay tiếp, hoặc buổi tối mình ăn chay tiếp có sao đâu. Thì ít ra dù ngày 3 bữa phải không, thì mình còn được 2 bữa chay. Còn buổi sáng lỡ dính ăn mặn bỏ à, còn được 2 bữa chay buổi trưa chiều, đúng không? Còn hơn là giờ tự nhiên buổi sáng lỡ dính ăn mặn cái rồi bỏ luôn nguyên ngày, tự nhiên mình thấy phí 2 cái buổi còn lại. Thôi thì lỡ buổi sáng có ăn mặn rồi không sao hết, trưa chiều cứ ăn chay. Hoặc là buổi sáng mình ăn chay nhưng mà đến chiều hôm đó dính cái buổi sinh nhật đám cưới không từ chối được, mà vô bàn mình gọi món chay ra, đám bạn nó cười mình, hoặc là mình thấy ngại mình làm phiền mọi người, thôi thì không sao hết, buổi chiều cứ ăn mặn, buổi sáng thì cứ ăn chay, buổi chiều đến lúc đó thì thôi cứ ăn mặn đi sao đâu, rồi ngày mai nếu muốn thì mình ăn chay tiếp trở lại đó. Cho nên là các bạn đừng có quá quan ngại về cái chuyện là trong ngày hôm đó lỡ kẹt cái tiệc thì sao, hoặc là ngày hôm nay mình đã lỡ ăn mặn một buổi rồi thì sao, không sao hết ha. Lỡ buổi nào bỏ buổi đó, mình cứ ăn lại buổi khác nha. Thì đó là cái điều mà Nghĩa cũng muốn chia sẻ với các bạn nhân cái câu chuyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng rằng cái việc ăn chay nó đến với chúng ta một cách nó nhẹ nhàng hơn. Chúng ta ăn chay để chúng ta thanh lọc cơ thể nè, chúng ta đến nuôi dưỡng lòng từ bi nè, chúng ta không có phải giết hại sinh vật để mà ăn nè. Đó, thì mình cứ ăn làm sao cho mình cảm giác nó nhẹ nhàng nhất. Chứ mình đừng ăn chay mà mình quá khắc nghiệt với nhau, mình quá ke re cắt rắc với nhau trong cái chuyện có nên ăn trái trứng hay không, hay là có nên ăn cái củ tỏi hay không. Mệt lắm, ăn chay như vậy thực ra mình cũng đâu có cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng làm gì, đúng không? Và cả cái việc khi ăn chay đụng đũa với người này người kia cũng vậy nữa, Nghĩa hoàn toàn không quan trọng chuyện đó. Đi vô một cái bàn ăn, ai ăn mặn cứ ăn, Nghĩa để một cái phần ăn chay của mình ở đó, thậm chí Nghĩa còn mời mọi người ăn cùng với tôi đi, không sao, cầm cái đũa chọt vô ăn đi, tôi không có ngại chuyện đó. Ngại ngùng gì cái chuyện cái đũa người ta ăn mặn, người ta chọt dính cái phần ăn chay của mình có sao đâu.
đâu phải vì cái chuyện đó mà mình bị tội lỗi gì ghê gớm đâu. Hoặc là nếu như bây giờ đâu phải vì mình ăn chay một cách hoàn toàn tinh sạch, không ai được động với mình là mình về trời, mình lên thiên đường đâu. Không có các bạn ạ. Cho nên cứ hãy ăn chay một cách nhẹ nhàng, thậm chí mời mọi người cùng ăn với mình, xem như một cách để mình khuyến khích họ dùng chay với mình. Nhiều khi họ ăn, họ thấy ngon quá, họ ăn chay luôn thì sao? Xem như đó là một cách mình gieo duyên, cũng tốt vậy đúng không ạ? Cho nên với Nghĩa, hãy nhẹ nhàng nhất có thể trong việc chúng ta ăn chay các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có những bữa ăn chay ngon miệng. Và nếu như các bạn cần Nghĩa tư vấn cho các bạn trong những món chay thì cứ hãy đến với chương trình Món Chay Tôi Làm của Đại Nghĩa nha. Còn bây giờ thì Nghĩa xin chào, hẹn gặp lại các bạn.